Video này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái cấu hình cơ bản của chatbot. Ở đây thì mọi người sẽ thấy cái nút hình bánh xe này. Đấy. Đây là cái cấu hình cho chatbot. Thì đầu tiên là cấu hình hôm trước tôi đã nói video đó là ngừng kết nối với chatbot. Tiếp theo thì có một cái nó chúng ta sẽ không can thiệp được nếu mà chúng ta dùng bản miễn phí. Đó là cái menu ở trong chatbot. Tức là khi khách hàng vào thì họ sẽ thấy ngay cái menu, đặc biệt là trên thiết bị di động thì họ sẽ thấy cái menu này. Thì đối với phiên bản ở trên điện thoại chúng ta dễ dàng thấy hơn. Đấy, đó là chúng ta hiện tại đang có cái menu là Red Bot và tạo cái bot ở trên Chat Viewer này. Thì bây giờ nếu mà chúng ta muốn chèn menu của chúng ta vào đấy á thì chúng ta phải trả tiền. Đấy thì chúng ta phải trả tiền ở đây. Còn trường hợp bây giờ mọi người không muốn trả tiền thì chấp nhận như thế này thôi. Và hiện tại thì với data như của bản thân mình hiện tại là 3.144 cho con chatbot này thì chúng ta phải trả là 102 đô. Đấy. Nếu mà trong trường hợp mọi người ít data và mọi người muốn chăm sóc khách hàng nó đẹp hơn, chuyên nghiệp hơn, bỏ cái này thì chúng ta bắt đầu thanh toán. Thì ở đây mọi người lưu ý tiếp tục chúng ta có cái cài đặt nữa, đó là cái thời gian. Nó sẽ liên quan đến cái thời gian mà mọi người cài đặt tự động cho chatbot gửi tin đi. Thì lưu ý chúng ta nên chọn là thời gian đúng GMT cộng 7 nhé. Đấy, theo mọi người thấy màn hình này. Chứ nếu không là chúng ta đặt là 12 giờ trưa chẳng hạn, nhưng mà không biết là múi giờ nào, bởi vì chatbot là sản phẩm của nước ngoài nên là họ nó không hiểu múi giờ thì nó sẽ gửi đến nó nhầm lẫn. Ở đây thì chúng ta cũng có thấy cái tiếp theo nữa, đó là cái kết nối thanh toán. Thì cái này nó không phù hợp ở Việt Nam lắm. Tức là ở đây thì nó có thể thanh toán bằng thẻ Visa, thanh toán xong nó có thể trả về kết quả gì đó cho khách hàng luôn. Rất là tiện. Đấy. Ở đây thì chúng ta cũng có thể thêm người dùng vào để xử lý con chatbot này. Đấy. Chúng ta có thể copy và gửi cái code này để thêm admin. Cái này chỉ hiệu lực trong vòng 24 giờ thôi. Tức là chúng ta có thể có nhiều người đồng thời quản trị và sử dụng cái con chatbot này. Đấy. Thì ở đây thì nó có một số chức năng nữa, giống như là chèn vào web chẳng hạn. Thì cái này thì ở một cái bộ chương trình sau thì tôi nói chuyện, ở mức cơ bản này thì mọi người không cần học cho nó phức tạp ra làm gì. Đấy. Thì đó là những cái cấu hình cơ bản của con chatbot để mọi người xử lý. Chúng ta cần, nếu chúng ta muốn chuyên nghiệp thì mọi người chịu khó thanh toán nhá, nhưng mà chi phí nó rất là cao đấy.